Đã bao giờ thì bạn thắc mắc hoặc là có những cái nhu cầu mà chúng ta có thể dùng những cái đầu giải mã loại nó không có chức năng đọc bay ổ cứng, nó không có wifi, như những cái đầu giải mã như là Đèn Ông S10 ba la mã này, hoặc là những cái đầu giải mã của châu Âu, của Mỹ mà mình thường hay bán á, thì nó không có chức năng USB ổ cứng, thì các bạn có là muốn mà cho nó đọc được hay không? Thì hôm nay mình sẽ có một cái video mà chỉ bằng một cái kinh phí ít thôi, chúng ta có thể biến những cái đầu giải mã này thành những cái đầu giải mã thông minh, có nghĩa là nó sẽ đọc được USB ổ cứng hoặc là chơi được nhạc trên Spotify, Music Server. Đó, chỉ với một cái hộp này thôi. Hộp này thôi. Đó. Và đây, đây là sản phẩm mình đã khui ra. Đây là con đèn ông HEOS. Model của nó là HEOS Link HS2. Con này là một con Music Server. Nó có khả năng chúng ta cắm ổ cứng vào chúng ta chơi. Đó. Hoặc là chúng ta cũng có khả năng, nếu bạn chưa có đầu giải mã, chúng ta mua nó làm đầu giải mã luôn, nó là đầu giải mã luôn nha. Và đặc biệt, vì sao mình lại nói là chúng ta biến những cái đầu giải mã không có chức năng chơi ổ cứng USB, chỉ với cái này thì chúng ta sẽ biến nó thành đầu giải mã có chức năng chơi đó, tại vì con này có đường xuất ra cáp quang, con này có đường xuất ra cáp quang, mà chúng ta biết rồi, đầu giải mã mà chơi giải mã thì nó cần phải có đường vào là đường cáp quang, thì con này có đường xuất cáp quang đó, chúng ta cho nó xuất xuống cái đầu giải mã của chúng ta là chúng ta chơi được đó. Con này vẫn là một con giải mã nha các bạn, nhưng mà khi chúng ta xuất bằng đường cáp quang thì nó không qua giải mã. Mình khuyên các bạn chơi con này thì nếu như các bạn có những đầu giải mã loại cao cấp á, chứ còn những đầu giải mã khoảng 5 6 7 triệu thì chưa chắc là âm thanh nó qua chức giải mã của con này, nên có những cái đầu giải mã đó thì chúng ta mua con này thì phí, có khi chúng ta mua con này về chúng ta lại bán những con đầu giải mã đó luôn. Còn những cái đầu giải mã như thế này thì cái phần giải mã của nó sẽ hay hơn phần giải mã của những con này, thì chúng ta nên mua con này để chúng ta phát ổ cứng, phát USB, phát nhạc từ Spotify qua. Rồi bây giờ mình rất là đơn giản thôi, các bạn mua con này xong thì các bạn cắm cái cáp quang đây, cáp quang đây rồi, đây cáp quang chúng ta sẽ cắm vào cái phần out của cái con giải mã này nha, cái con music server này nha. À, con này thì gọi là một music server, nó cũng là kiếm giải mã luôn. À, đây cắm vào. À, sau khi cắm vào thì bây giờ rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ stream nhạc. Con này thì bây giờ mình sẽ nói về con này nè, con này nó đọc được ổ cứng USB, chơi được nhạc trên Spotify, Airplay, Bluetooth nữa. Các bạn chỉ cần cài một cái phần mềm có tên là HEOS và chúng ta chọn phần USB Music để chúng ta phát nhạc. HEOS lên rồi sao nhạc Việt, bên mình là ổ cứng mình có bán luôn này, ổ cứng nó là 2 triệu nha, chép sẵn nhạc 128, chép sẵn nhạc từ 18 cho đến 24 bit, rất là nhiều nha. Đây mình sẽ mở danh tử coi. Như vậy là mình đang phát từ cái đầu giải đầu này, nhưng mà nó sẽ qua cái đầu giải mã của Đèn Ông. Đó, qua đầu giải mã của Đèn Ông này. Niềm tưởng nhớ Giáng sinh sinh một người.
không cần phải là các bạn phải qua mở TV lên rồi chúng ta chọn gì, và chúng ta điều khiển bằng cái điện thoại của chúng ta luôn. Chúng ta có thể dừng này, chúng ta có thể bật lại. Lạy Chúa, con là lính trận ngoài biên, vì xa thành phố xa. Rồi, cái này mình chỉ cần mở một ít cho bạn nghe là được rồi. Bây giờ Spotify luôn này. Tự nhiên không các bạn có cái đầu giải mã rất là hay, nhưng mà những cái đầu giải mã từ đời trước thì nó không có cái chức năng ổ cứng, USB, Wi-Fi. Hoặc là những cái đầu giải mã của châu Âu, của Mỹ á, thường nó cũng ít làm chức năng đó. Nó thường để cho chúng ta mua thêm những cái thiết bị như thế này, chúng ta chơi, chúng ta phát xuống nó sẽ hay hơn. Thì tự nhiên như vậy thì chúng ta mua thêm cái này chỉ có giá 7,5 triệu thôi. Giờ nói luôn giá là cái đó 7,5 triệu thôi. Và chúng ta phát, chúng ta là biến nó thành một cái gọi là cái đầu cơ đi, đầu cơ để chúng ta phát kỹ thuật số xuống đầu giải mã. Các bạn lưu ý là chúng ta phát kỹ thuật số xuống nha. Đây, ví dụ mình chọn, mình phát nhạc này, mình sẽ chọn cái Trường Vũ đi. Thì các bạn chọn cái theo ít link để chúng ta phát này. Mình đang phát trên Spotify nè. Qua bài này. Rồi, hôm nay là một video mà dành cho những ai mà cần biến đầu giải mã thường thành đầu giải mã thông minh thì có thể tham khảo thêm cái thiết bị này. Video hôm trước mình có một cái video khui hàng thì nó nguyên thùng các bạn, 7,5 triệu, thì sớm liên hệ mình nha. Nguyên thùng, nó có hai lớp thùng, 7,5 triệu thôi. Đừng quên liên hệ mình để sớm có được sản phẩm bạn chơi. Rất là gọn, ngoại hình giống như một chiếc siêu xe. Có cái đèn này là đã báo hiệu là chúng ta sử dụng wifi nè. Còn nếu chúng ta sử dụng mạng có dây thì chúng ta gắn vào. Lưu ý, nó vẫn là một cái đầu giải mã luôn nha. Thành ra nếu các bạn mua chưa có đầu giải mã cũng có thể mua con này, nó rẻ tiền, chúng ta chơi 7,5 triệu mà đầy đủ chức năng, phát ổ cứng, USB, wifi, Bluetooth nữa. Có cổng cáp quang vào này. Rồi, làm được rề luôn. Lớn nhỏ ở đây. Rồi.